Này Elite CB Common, có chuyện gì thế Elite Common? Tôi muốn được đập tay Television Woman. <laughs> Tao không ủng hộ quyết định của mày. Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến Television Woman hoài. Hóa ra mày chọn cái chết. Tao sẽ nhốt mày dưới tầng hầm. Ôi không. Hả tôi ra. Không. Bây giờ không còn ai ngăn tôi đi đập tay Television Woman nữa rồi. Có ai cứu tôi không? Cứu cứu cứu.